Hello 500 anh em và quên mất, mình quay phim nên bỏ anh em bây giờ ra ngoài, nhớ đeo khẩu trang vào. Dịch rồi. Trước đây chúng mình đã làm một cái video cũng khá nhiều anh em xem về vấn đề làm sao chúng ta build một cái bộ máy vừa mạnh vừa rẻ để dựng phim 4K. Nhưng mà lúc đấy khoảng tầm 2 năm rồi và bây giờ là năm 2021 rồi. Và mình sẽ quay trở lại thời điểm, chúng ta sẽ quay trở lại cùng với chủ đề đó nhưng mà với những phần cứng khác, tại vì mấy năm rồi phần cứng nó cũng thay đổi chứ. Nhưng mà mục đích của chúng ta vẫn là làm sao để các bạn có thể mua được một bộ máy dựng phim 4K vừa mạnh lại còn vừa rẻ. Đấy. Và nhưng mà ngày trước ấy, thì mình nói chủ yếu đến cái codec là dành cho các bạn làm YouTube. Bây giờ mình cũng sẽ nói dành cho các bạn làm YouTube là chính. Chứ mình không hướng đến các bạn mà các bạn làm phim chuyên nghiệp nhiều. Tại vì các bạn làm phim chuyên nghiệp thì các bạn dùng rất nhiều hiệu ứng hình ảnh và cũng như là những cái file rất là nặng. Mình chỉ dừng lại ở mức đó chính là các bạn làm YouTube là chính hoặc là những cái dự án nhỏ là chủ yếu thôi. Và mình hướng đến và cái dạng định dạng file ấy, tức là các bạn sẽ quay từ các những cái máy quay thông dụng, ví dụ như là Sony Alpha 7 hay là Panasonic GH5, GH5S, hoặc là các bạn dư giả hơn một chút, các bạn lên định dạng RAW là của Blackmagic RAW. Chứ còn nếu mà các bạn dựng những file như của Canon RAW thì mình nghĩ là nó khá là nặng để có những màn dàn máy này có thể xử lý, hoặc là các bạn chơi máy RED ấy thì các bạn chưa cần xem video này, tại máy RED họ cần những cái hệ thống phần cứng khác hẳn cơ. Và bây giờ nhá, đấy mục đích chúng ta build một cái bộ máy làm sao mà dựng được phim 4K vừa mạnh lại vừa rẻ và đủ để các bạn dùng up YouTube và kiếm view. Đấy. Đầu tiên là trước ấy thì mình đã nói rất nhiều đến là video là CPU. Thì CPU trước đây nói là về con 8700. Nhưng mà bây giờ thế hệ 8700 nó đã qua rồi và bây giờ đã khoảng tầm 2 thế hệ rồi, bây giờ đang là thế hệ 10. Và những chiếc CPU nó Core i vẫn đang là lựa chọn rất tốt dành cho các bạn nào mà kiểu làm video ấy. Bởi vì cái CPU thì Intel họ có một công nghệ độc quyền, đó chính là Intel Quick Sync. Tức là cho phép các bạn dựng, tức là các bạn render phim sử dụng các onboard của Intel. Tức là nó như thế này. Đại khái bây giờ mình có một cái project nhá. Mình sẽ bật render lên. Mình bật tắt monitor cho các bạn xem này. Các bạn có thể thấy là mình đang bật là cả các onboard và các rời. Và khi mình render, các bạn thấy là các onboard hoạt động rất là mạnh. Và cái việc mà các onboard này nó hoạt động cho các bạn ấy thì nó sẽ giảm thời gian render cho các bạn khoảng tầm 30% so với việc mà các bạn chỉ dùng CPU mà render không thôi. Nên là cho đến bây giờ nếu mà những lựa chọn thiên về kinh tế thì Intel vẫn đang lựa chọn rất tốt. Nhưng các bạn phải chọn những CPU có các onboard nhé. Ví dụ như Core i7 10700 hay thấp hơn là Core i5 10400, 10500 hoặc là 10600. Còn nếu các bạn thích đội đỏ hay sao? Mình biết là rất nhiều bạn thích AMD và hỏi tại sao không dùng AMD. Thì trước đây AMD vẫn thua thiệt Intel rất nhiều ở cái khoản đó chính là các onboard và Intel Quick Sync. Nhưng bây giờ AMD và thế hệ Gen 3 đã ra mắt rồi thì anh em vẫn có thể lựa chọn những cái CPU Gen 3. Gen 3 nhé, không phải 3000 đâu. Mà đầu sẽ là đi Gen 3 5000, ví dụ như Gen 5, 5600 chẳng hạn. Thì nó có hiệu năng xử lý Premiere cũng ngang ngửa, thậm chí là cao hơn so với những CPU Intel cùng giá. Nhưng mà hiện tại hàng khá là khan hiếm. Nên nếu các bạn mua được mua gấp ý, thì các bạn có thể mua được Core i hoặc các bạn đợi, các bạn có thể đợi được thế hệ Gen 3 của AMD cũng rất là tốt và hiệu năng cũng không thua kém gì Intel khi mà Quick Sync cả. Và các bạn nhớ nhá, mua thì mua CPU có các onboard của Intel, ví dụ i5 trở lên thế hệ 10 hoặc là AMD các bạn mua cho mình Gen 3, Gen 5, Gen 3 trở lên. Tiếp theo đó chính là RAM, RAM bao nhiêu là đủ. Thì anh em bảo RAM ý, thì cần 16GB là đủ thôi. Nhưng mà các bạn mà dùng dựng phim, các bạn thỉnh thoảng các bạn thêm một ít hiệu ứng của After Effects vào. Và đặc biệt các bạn dùng cái hiệu ứng Quad Stabilize để nó gọi là chống rung ý, thì các bạn cần 32GB RAM nhé. 16GB RAM là vừa đủ và sẽ có lúc các bạn tràn RAM và gây văng. Và trong khi đó các bạn 32GB bây giờ là giá RAM khá là rẻ. Nên là 32GB và tức là 2016 ấy, là cái lựa chọn rất là thoải mái cho các bạn mua, các bạn dùng render các thứ. Nó không bị tràn RAM được và dễ dàng nâng cấp về sau. Tại vì bây giờ ví dụ mình đang cắm là 4 thanh và mình sau này mình đang cắm 2 thanh và có 4 khe RAM thì sau này mình nâng cấp lên là 64GB RAM vẫn rất là thoải mái. Rồi, chúng ta đã có CPU và RAM, đó chính là hai cái cất rất quan trọng trong cái phần mềm Adobe Premiere. Và để cắm hai cái đấy lên chúng ta cần một cái mainboard. Hiện tại mình ý, thì mình các bạn thực ra là các bạn cắm với i7 với i5 ấy thì các bạn đừng dùng H410 tại vì thực ra là H410 thì cắm được nhưng mà nó sẽ bị những cái giới hạn về vấn đề linh kiện bên trên, các bạn không thể nào mà đặt tối đa hiệu năng. Và theo mình các bạn nên sử dụng những cái mainboard B460 trở lên và nó có 4 khe RAM, thứ nhất là các bạn nâng cấp về sau này, mình có khe NVMe để các bạn có thể cắm gọi là SSD thoải mái này,
Và ngoài ra có một tính năng trên mainboard của Asus rất hay, đó chính là tính năng Performance Enhancement. Thì nó sẽ giúp các bạn là chạy tu độ, nó mở hết tất cả những cái giới hạn ra và các bạn có thể chạy được CPU súng rất là cao. Mặc dù CPU không phải dòng K nhưng mà sẽ súng rất là cao. Thì đấy là lựa chọn mainboard, các bạn dùng cho mình main B460 hoặc là tổ chức trở lên. Và các bạn lưu ý cho mình là những cái tính năng nói chung là về độ ổn định như là 4K RAM hay là cần SSD vẫn là cần đủ nhá. Và có một cái mình quên, đó chính là tản nhiệt. Thì mặc dù là con i7-10700 này mình đang cắm trong sàn máy này, nó có tản nhiệt đi kèm, nhưng mà đừng dùng nhá. Tại vì nó rất là ồn, nó rất là nóng và các bạn chỉ cần bỏ khoảng 400-500 nghìn các bạn mua cho mình một con thẳng khí thôi. Bất cứ một thương hiệu nào đấy, các bạn chỉ cần bỏ từng đấy tiền ra thôi, các bạn đảm bảo là sẽ có một con tản nhiệt khí nó tải tốt chiếc core i7 của các bạn. Và khi mà mình render ấy, nếu các bạn dùng những con tản khí đi kèm tản stock của i7, các bạn render lên khoảng tầm 80 độ thôi. Nhưng mà các bạn dùng một con tản khí khoảng tầm 400-500 nghìn thôi, nhiệt độ các bạn khi render ấy, nó chỉ giảm còn khoảng là tầm 50-60 độ, giảm vài chục độ. Và cái nhiệt độ ấy, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tuổi thọ hệ thống các bạn. Và cũng như là, nhìn này, nó ngầu hơn rất nhiều đúng không? Và nhiều bạn có hỏi mình là dùng tặng custom hay all in one có được không? Thì câu trả lời của mình là có, được. Nhưng mà nếu mà xét một bộ máy các bạn cần dùng để hoạt động một cách ổn định và làm việc và làm ra tiền ấy, thì các bạn dùng cho mình thẳng khí. Tại vì khi các bạn có càng ít cái điểm xảy ra khả năng hỏng ấy, thì all in one hoặc là custom vẫn sẽ có tỷ lệ phần trăm nó bị gió nước. Mặc dù là nó rất là ít và các nhà sản xuất ấy, họ cũng đã tính hết rồi. Nhưng mà đối với mình, những cái bộ máy mà các bạn dùng làm việc làm premier, các bạn dùng cho mình tản khí. Ví dụ gì tản khí rất là bền và phần trăm hỏng rất là 0%, tại vì chả biết hỏng cái gì cả, rất là cục sắt mà. Chúng ta đã đi qua mấy cái linh kiện cơ bản nhá. Và có một cái tiếp theo, đó là cạc. Thì rất nhiều anh em mà khuyên ấy, đó chính là chúng ta không nên nhìn cái lượng RAM đâu nhỉ, 6GB để mua cạc. Nhưng mà khi các bạn làm premier và dựng 4K thì các bạn hãy chỉnh RAM cho mình và mua. Các bạn hãy mua cho mình, thứ nhất là cạc phải của NVIDIA nhá. Tại vì hiện tại cạc của AMD vẫn đang thua kém khá nhiều ở trong cái hạng mục gọi là dùng premier. Tại vì cái CUDA của NVIDIA họ cho phép chúng ta là tăng tốc độ render đi khá là nhiều, mặc dù lát rất là ít. Và các bạn dùng cho mình tối thiểu là 6GB RAM, tức là cạc tối thiểu là cạc 6GB nhá, để nó đủ VRAM cho các bạn dựng. Ngày trước mình dùng thử có 1603GB dựng một lúc ấy, 5 máy không đủ VRAM toang. Và có rất là các bạn băn khoăn hỏi là tại sao chúng ta không mua series 3000 mới ra, hay là mua những con cao khủng cấp khủng khiếp như là 2080, 3080 chẳng hạn. Thì câu trả lời của mình ấy, với cái tiêu chí nếu các bạn thừa tiền nhá, các bạn cứ mua. Còn với một cái tiêu chí và chúng ta vừa mạnh lại vừa rẻ thì cạc màn hình là những cái nó hơi bị xa xỉ một chút. Tại vì bản thân các bạn khi mà các bạn render những chiếc 1660 Super này thì nó vẫn chỉ loát khoảng tầm 15-20% là cùng, và có thể là loát thấp hơn. Vì vậy các bạn mà chạy đến 2080 ấy, nó chỉ loát từng đấy thôi, chỉ loát hơn một tí, và tốc độ render nó không thể cải thiện nhiều hơn so với việc các bạn nâng cấp một con CPU khỏe. Vì vậy chỉ chọn những cạc màn hình vừa đủ và tối thiểu là 1660 6GB. Nếu bạn cao hơn các bạn có thể mua là 2060, 2070. Và nếu các bạn có tiền các bạn cứ nhìn cho mình lượng CUDA nhé. CUDA càng nhiều thì nó càng khỏe. Và một cái nghịch lý thế hệ trước ý, ví dụ như là đầu 9 ý, thì những con như là 980 thì nó vẫn nhiều CUDA hơn 1080. Nhưng mà bây giờ những chiếc như là 3060 hay 3070, 3080 có lượng CUDA rất là nhiều. Nếu anh em nào có tiền thì có thể hoàn toàn mua những con cạc đấy để nó tăng tốc độ render. Còn nếu bình thường vừa mạnh vừa rẻ, ok, 1660 trở lên là được rồi. Và có một cái này, rất nhiều anh em không quan tâm đến nguồn, mua nguồn gì cũng được. Thì đối với mình thực ra ấy, các bạn mua nguồn thì các bạn mua nguồn gì cũng được. Nhưng các bạn chú ý cho mình, đó chính là thứ nhất, về chứng chỉ 80 Plus ở trên nguồn, chúng ta cần một chữ R ở đây để chứng nhận nó là 80 Plus chuẩn được cái công ty Black Lotus Solution họ cung cấp. Chứ không phải rất nhiều nguồn ấy, họ đặt chữ 80 Plus này, họ không có chữ R ở trên. Đó là 80 Plus tự phong và nó chả có nghĩa lý gì cả. Và về công suất ý, thì các bạn cứ mua cho mình, mặc dù ở đây mình dùng một cái dàn là Core i7 10700 và một con 1660 Super, nó chỉ ăn khoảng tầm nguồn 550W, 500W là chạy thoải mái. Nhưng mà muốn dư ra công suất một tí, thứ nhất là việc mua dư công suất các bạn không hề làm các bạn tốn thêm tiền điện, mà ngoài ra việc dư công suất nó còn làm các bạn giảm ít tiền điện hơn cơ. Tại vì những cái nguồn ấy nó đạt cái gọi là cái lượng hiệu quả tiêu thụ điện tối đa khi các bạn tải ở khoảng tầm 50%-70%. Và vì vậy con nguồn như này nó sẽ giúp các bạn là nó chịu tải ít hơn so với khả năng của nó, và từ đó cái hiệu quả tiêu thụ điện của nó là tốt hơn. Đấy. Ở đây thì mình thử con Cooler Master 650W Bron. Con này khá là rẻ và anh em có thể
tham khảo những sản phẩm khác. Nói chung là cứ những cái 80 plus là được. Và còn hai cái cuối cùng ở trong món cây này. Bây giờ nếu anh em mua thì kính nhìn sẽ đẹp. Nhưng mà làm thế khi các bạn cảm tưởng là các bạn nhét tất cả những cái sản phẩm tỏa rất nhiều nhiệt khi các bạn làm việc trong một cái lồng kính, nó nóng lắm. Nên là hãy dùng cho mình ưu tiên đó chính là cái lưới. Chúng ta cần một cái lưới để mình có thể lắp thêm quạt vào và quạt nó sẽ hút và gió đằng sau rất thoải mái. Bây giờ các bạn biết trong mình một đống kính như thế này, quạt nó không có chỗ để hút gió và từ đó chúng ta bị nóng. Và nóng là kẻ thù của linh kiện. Và về cây mặt lưới thì anh em có thể ra showroom anh em xem nhiều lắm. Thích cây gì thì múc cây đấy thôi. Nhưng mà quan tâm cho mình cây có mặt lưới nhá thì mua thêm mấy quạt. Rẻ rẻ thì có mấy cái bộ như là của Vicha này. Và đắt hơn anh em phải mua những quạt nó xịn đẹp như là của EK hay là của Corsair, RXT thoải mái. Nhưng mà hãy cố gắng cho mình thứ nhất là cây mặt lưới. Và thứ hai đó chính là cái gắn càng nhiều quạt càng tốt. Nóng mà, quạt cho mát. Và tổng thể thì với những cái lựa chọn vừa rồi của mình này thì mình thử build một bộ máy ở đây. Đó chính là Core i7 10700 nhá. Chúng ta có một con main là TUFB460M Plus. Chúng ta có một con card là 1660 Super của Innova3D. Chúng ta có 32GB RAM của Corsair bớt là 3000. Mình cắm ở đây, chạy được bớt 3000. Và nguồn là Cooler Master 650W, một con vỏ và 5 con quạt. Và tổng trị giá bộ này khoảng tầm 27 triệu. Và 27 triệu thì ở đây mình cũng sẽ thử nghiệm cho các bạn, đó chính là cái khả năng chạy preview của nó ra sao. Thì mình có thử hai định dạng file phổ biến nhất bây giờ nhé. Một là file MP4 của các bạn. Đây mình sẽ thử một cái là đây là file MP4 của GH5 nhá. Anh em thì dùng GH5 khá là nhiều và khi mình bật play thử này, chúng ta rất là mượt, một file quay 4K. Có bitrate là 12 MB chứ không phải megabit nhá. Và nói chung đây là bitrate thông thường anh em quay. Thì anh em thấy không hề bị drop frame một tí nào cả. Và ngoài ra mình cũng thử một cái nữa. Đó chính là mình sẽ thử với cả file RAW bên mình hay quay. Đó chính là file RAW của Blackmagic. Thì file này nó có dung lượng khoảng tầm 100MB một giây. Thì 100MB một giây ấy, nó rất là nặng. Và hiện tại anh em thấy là mình hoàn toàn có thể dựng ổn thỏa file RAW của Blackmagic ở trên con máy này. Mình preview thoải mái này, không gặp vấn đề gì cả. Và không ghi nhận một frame nào bị drop. Đấy là cái chúng ta cần khi mà các bạn dựng đúng không? Tại vì nhiều anh em ấy test là test thời gian render. Nhưng là bây giờ khi các bạn làm một clip thì 90% các bạn thời gian là các bạn preview chứ không phải các bạn ngồi render. Render chỉ là một phần thôi. Nên là cái mình quan trọng đó chính là cái số lượng frame bị drop khi các bạn áp nhiều các thứ hiệu ứng vào và hoàn toàn con máy này nó tải được và các bạn không hề bị vấn đề nào về drop frame cả. Và những cái máy như này thì anh em nào mình cũng thử nghiệm render cho nó đủ tiêu chuẩn và anh em thấy là tốc độ render ấy, để trên màn hình này nhìn nó thoải mái. Các bạn một clip khoảng tầm 5 phút, các bạn render mất khoảng tầm 5 phút hoặc 6 phút thôi. Và đấy là một thời gian render mình tính là khá là nhanh. Tại bây giờ anh em làm YouTube ý, clip nó chỉ loanh quanh khoảng tầm 15 phút đổ lại thôi. Và thời gian render đấy rất là nhanh. Nhưng mà trừ khi các bạn áp thêm những hiệu ứng nặng như của After Effects, những hiệu ứng chạy chữ hay những hiệu ứng gọi là khi lòng vòng quanh la văn ấy thì thời gian render có thể lâu hơn. Nhưng mà nhìn chung thì mình vừa giới thiệu cho các bạn đó chính là những tổng hợp những cái linh kiện mà các bạn cần để xây dựng cũng như cách mua để các bạn có thể xây dựng được bộ máy dựng phim 4K vừa mạnh lại vừa rẻ và hợp túi tiền các bạn, đặc biệt là trong cái mùa gọi là dịch, các bạn ở nhà các bạn làm YouTube thì các bạn lại có view cái tiền đấy. Còn bây giờ thì các bạn cần những câu hỏi gì, có những câu hỏi gì về những cái bộ máy này thì các bạn đừng quên để comment cho mình, comment theo phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bạn. Và các bạn đừng quên đó chính là với mỗi 5.000 lượt sub thì chúng mình sẽ có một phần quà giveaway dành cho các bạn. Và đặc biệt là bây giờ chúng ta đang 119.300 rồi và chúng ta chỉ cần 700 lượt đăng ký lượt subscribe nữa thôi là chúng mình sẽ có một lượt giveaway đầu tiên đến cho các bạn. Các bạn đừng quên nhé. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.